Cộng đồng mạng quốc tế kinh ngạc khi du khách Mexico nói rằng đã bị Việt Nam mê hoặc nên không muốn quay trở về. Xin chào các bạn khán giả thân yêu nha! Các bạn thân mến, kể từ khi đại dịch Covid lắng xuống dần thì nhu cầu đi du lịch khắp nơi trên thế giới lại gia tăng. Tuy nhiên, lúc bây giờ thì xu hướng du lịch cũng đã thay đổi ít nhiều rồi. Nếu như ngày xưa những người có tiền thưởng ưu tiên đi du lịch ở những nơi xa hoa lộng lẫy chẳng hạn như châu Âu hay các thành phố lớn, thì bây giờ họ chỉ muốn tránh xa khói bụi và những tòa nhà ngột ngạt để đến những vùng đất bình dị, dân dã mà thôi. Chẳng hạn như đất nước Việt Nam chúng ta, một đất nước có cảnh sắc tuyệt vời và có thể làm rung động bất kỳ trái tim sắt đá nào. Mới đây đã có một anh bạn Mexico đã đăng tải đoạn video để mô tả lại chuyến đi đến Việt Nam với sự kinh ngạc đến mức hoảng hốt. Bên dưới phần bình luận, netizen nước này đã bàn luận hết sức sôi nổi và tiết lộ những điều khó tin, thậm chí người Việt khi nghe xong cũng phải đứng hình. Vậy cụ thể clip này nói gì và người Mexico nghĩ sao về Việt Nam? Nào cùng theo dõi trong phần sau của video nha! Đó là kênh Lider, một kênh YouTube lớn với 1,32 triệu người đăng ký. Kênh này đã đăng tải video với tiêu đề Việt Nam đáng kinh ngạc, tò mò, phong tục, món ăn lạ, cách sống. Video này của một anh chàng người Mexico chỉ sau 2 tháng sống tại Việt Nam mà tưởng chừng như anh ấy đã nằm lòng mọi thứ, từ cách sống cho đến những điều bình thường nhất, giản dị nhất của Việt Nam luôn vậy. Mọi người hãy cùng nghe xem anh ấy nói gì nhé! Xin chào, trong video này, tôi sẽ cho bạn thấy cuộc sống ở Việt Nam và những điều đặc biệt ở nơi này mà tôi mới khám phá ra. Ở đây khác hẳn với chúng ta, người Việt Nam dậy rất sớm. Mọi người sẽ ra đường và tập luyện các môn thể thao yêu thích của họ. Đây chắc chắn là một thói quen khoa học và rất tốt cho sức khỏe. Cũng chính vì điều này mà tôi đã thay đổi luôn thói quen sinh hoạt giờ giấc của mình kể từ khi đến đây. Tiếp theo, tôi sẽ nói cho bạn biết làm thế nào để có thể lái xe máy ở Việt Nam và các quy tắc cơ bản để lái xe ở Hà Nội. Chỉ tính riêng ở thành phố này đã có hơn 6 triệu xe máy. Tôi đã sống được khoảng 2 tháng ở đây, lái xe máy ở Việt Nam không khó, bạn chỉ cần hiểu và tuân theo các quy tắc ngầm của họ. Trước hết là không chạy quá tốc độ trung bình ở đây là 20-30 km/h. Và ở đây hầu như cũng không ai sử dụng gương chiếu hậu, mặc dù xe nào cũng có cả. Thông thường thì họ sẽ ngoái cổ lại nhìn về đằng sau để quan sát, và cho dù bạn đi xe máy hay đi bộ, họ sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu bạn phải băng qua đường cũng không ai sẽ dừng lại đâu. Những gì bạn phải làm là cứ thế băng qua đường thôi và họ sẽ tránh bạn. Đó lại là một luật ngầm rất thú vị mà không phải ai cũng biết. Tiếp theo thì trong tiếng Việt không chỉ có từ bạn và tôi để xưng hô, mà họ sử dụng đến hơn 40 đại từ khác nhau để xưng hô và các nhóm dựa theo tuổi tác và địa vị xã hội. Một điểm thú vị khác mà ít người biết đến là một trong hai người duy nhất trên thế giới đã giành được giải Nobel Hòa Bình nhưng đã từ chối thì một trong hai người đó đến từ Việt Nam, đó là ông Lê Đức Thọ. Một nhà ngoại giao đã giành chiến thắng trước người Mỹ trong đàm phán Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973 ở Paris ở Việt Nam. Chưa hết, ô tô là rất đắt đỏ, thuế nhập khẩu lên đến 100-200%. Vì vậy, ô tô là thứ xa xỉ dành riêng cho giới nhà giàu. Thậm chí với mức giá này thì phải là những nhà giàu ở phương Tây mới có thể sở hữu được một chiếc. Và khi bạn đến Việt Nam thì cũng đừng lãng phí thời gian nhộn ra để khoe nó với người dân địa phương. Ở đây không giống như ở phương Tây, làn da rám nắng không được coi là hấp dẫn, làn da trắng mới được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp. Con gái Việt Nam thực sự rất đẹp, nhất là khi họ mặc áo dài truyền thống của đất nước họ. Nếu để giải thích tại sao đồ ăn Việt Nam lại ngon thì tôi đã vừa khám phá ra một lý do mà không phải ai cũng biết, đó là lý do họ có một vị thần nấu nướng tên là ông Táo. Thần này sẽ luôn cai quản gian bếp của mỗi gia đình. Cho đến cuối năm, ông Táo sẽ lên thiên đình để thảo luận về tình hình gia đình với Ngọc Hoàng. Đặc biệt, ở đây mọi con vật có thể di chuyển thì đều có thể ăn được. Ở Việt Nam có một điều thú vị mà không nơi nào có được đối với tôi. Đó chính là sự pha trộn hài hòa giữa rất nhiều các tôn giáo. Ở đây có Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Hòa hảo, Thiên chúa giáo, Tín ngưỡng bản địa, Hồi giáo và Đạo Cao Đài. Thực ra là còn nhiều đạo lắm, nhưng quan trọng là ai vẫn sống hòa hợp với nhau, không hề có chuyện va chạm hay xung đột tôn giáo ở Việt Nam. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng ở trên thế giới đây lại là điều mơ ước của rất rất nhiều các quốc gia. Và đó là một vài điều thú vị mà tôi vừa khám phá được. Cuối cùng, anh bạn này đã kết luận một câu nghe thật là mắt lòng mắt dạ rằng: thành thật mà nói, kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã mơ hồ hình dung về một cuộc sống như thế này trong tương lai. Sau khi trải qua rất nhiều các quốc gia để khám phá, tôi đã vô cùng kinh ngạc và may mắn khi tìm được Việt Nam. Có lẽ nơi đây sẽ là nơi mà tôi sống nốt phần đời còn lại của mình. Chả biết các bạn nghĩ sao chứ mình xem xong video của anh này thì tự nhiên mình lại thấy yêu Việt Nam hơn hẳn mọi ngày. Chúng ta hay so sánh Việt Nam thua kém nước này, chẳng bằng nước kia. Nhưng nhìn đi nhìn lại, có lẽ là Việt Nam ta là một nơi thực sự rất đáng sống. Nhiều người dân trên thế giới đang sống trong lo sợ và đau thương, trong khi Việt Nam thì đi đâu cũng thấy bình yên. Và cũng thật là ngạc nhiên khi không ngờ lại có một anh chàng Mexico yêu Việt Nam và tìm hiểu kỹ về đất nước chúng ta đến vậy. Bây giờ chúng ta cùng nghe xem khán giả nước họ nói gì nhé! Tôi đang tìm hiểu về đất nước này vì tôi đã nhầm lẫn một người Việt Nam với một người Trung Quốc.
tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Trung Quốc và anh ấy không hiểu tôi. Đất nước trong mơ của tôi, chợ nổi trông to và đẹp hơn chợ nổi ở Thái Lan và nước của sông ở Việt Nam trong vắt. Việt Nam là quốc gia chưa từng có, nó có nhiều vẻ đẹp tự nhiên chưa từng thấy trước đây và địa lý và văn hóa của nó rất đa dạng, cũng như ẩm thực của nó. Các cô gái trông rất xinh đẹp, nó trông giống như một đất nước rất năng động với người dân của họ. Khi còn nhỏ, tôi nhớ khi xem bộ phim về chiến tranh Việt Nam và Hoa Kỳ, ước mơ của tôi là được đến thăm Việt Nam, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam mà tôi gặp ở Nhật Bản. Tôi đã gặp Việt Nam điều mà tôi mơ ước khi còn nhỏ. Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ vì đất nước này đã không để mình bị đánh bại bởi những thảm họa của thế giới, đó là Hoa Kỳ. Việt Nam là đất nước tuyệt vời với những con người dũng cảm vì họ không phụ thuộc vào bất kỳ đế chế nào, sẽ du lịch đến Việt Nam. Đọc đến đâu tự hào đến đó là có thật các bạn ạ. Không ngờ rằng quốc gia Bắc Mỹ xa xôi này lại dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Việt Nam như vậy. Có thể thấy rằng nếu ai đó là người có sở thích lang bạt và khám phá thì Việt Nam chắc hẳn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng luôn. Cũng là một câu chuyện khá thú vị của du khách đến từ Mexico. Cách đây không lâu, một cặp đôi người Mexico đã đến Việt Nam để hưởng tuần trăng mật của mình. Sau đó họ đăng tải hình ảnh và miêu tả trải nghiệm của mình lên Instagram và nhận được rất nhiều tương tác của netizen. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của họ nhé! Đó là Pablo và Sofia. Trải qua quãng đường rất dài với các chuyến bay từ Mexico đến Mỹ, quá cảnh tại Nhật Bản rồi Singapore, Pablo và Sofia cuối cùng đã thực hiện được kế hoạch du lịch Việt Nam sau gần 2 năm chờ đợi. Cặp đôi dự định đi nghỉ tuần trăng mật tại Việt Nam sau lễ cưới vào tháng 8 năm 2020. Nhưng dịch Covid-19 đã khiến họ tạm hoãn kế hoạch. Không thể đi Việt Nam, cặp đôi này cũng không chọn địa điểm nào khác mà chờ khi điều kiện cho phép. Sofia cho biết, ở Mexico, Việt Nam là nơi nghỉ trăng mật rất nổi tiếng. Mọi người đều rất hào hứng nếu nghe ai đó sẽ đến Việt Nam sau đám cưới. Đôi bạn cưới trước chúng tôi cũng khuyên hãy đến Việt Nam vì nơi này không giống như bất cứ những gì bạn từng biết. Chúng tôi chọn Việt Nam vì muốn làm những điều đặc biệt ở một vùng đất xa xôi cho một dịp trọng đại trong đời. Pablo cho biết sẽ kể với người thân, bạn bè rằng họ chắc chắn nên tới Việt Nam ít nhất một lần trong đời. Và khẳng định người Mexico sẽ rất thích Việt Nam, giống như những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ mà vợ chồng anh đã có. Cặp đôi vẫn muốn trở lại Việt Nam vì còn nhiều nơi tại Hội An, Đà Nẵng và những vùng đất khác chưa có dịp khám phá. Cặp đôi Mexico cho rằng những di tích hay ngôi nhà cổ ở Hội An, Hà Nội là tài sản quý giá của Việt Nam, rất cần được bảo tồn và giữ gìn. Tuy nhiên, điểm trừ là tiếng Anh cần được sử dụng nhiều hơn tại các điểm du lịch, nhà hàng, sân bay. Thật tuyệt vời các bạn nhỉ, có lẽ hiếm có quốc gia nào trên thế giới mà thân thiện và hào sảng với người nước ngoài như Việt Nam. Người Việt Nam chúng tôi chưa bao giờ buông lời từ chối với bất kỳ người ngoại quốc nào. Đến Việt Nam các bạn luôn được đối xử công bằng, không phân biệt chủng tộc, dòng máu, màu da. Nên là các bạn Mexico thân yêu ơi, hãy đến Việt Nam và tận hưởng những điều kỳ diệu của đất nước chúng tôi nhé. Đảm bảo không vui không lấy tiền, có khi đến rồi chẳng muốn về nữa đâu. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ cảm xúc của các bạn ở bên dưới phần bình luận nha. Rất tiếc đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.